Chào mừng bạn đã đến mê phim của chúng mình. Mọi người hãy ủng hộ kênh của chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để mê phim có động lực review các tập tiếp theo nha. Mở đầu tập 9 với một người đang cầm camera quay lại mọi thứ. Anh ta đến một nơi như nhà kho và đã mở cửa bước vào. Anh ta sốc khi nhìn thấy những nhà giam nhỏ và Yoon Jae đang bị giam trong đó. Hóa ra anh ta chính là Bae Chang Ho. Anh ta nói rằng mình nhận được tin ở trung tâm phúc lợi hy vọng đã xảy ra chuyện trẻ em bị giết chết. Số 11 nghe vậy thì nói Yoon Jae đừng nói chuyện với người lạ. Vì để Yoon Jae tin tưởng nên PDB đã lấy ra chứng minh thư của mình. Yoon Jae hỏi Bae Chang Ho nếu trả lời những câu hỏi thì sẽ làm gì. Anh ta nói bản thân sẽ nói cho cả thế giới biết về những gì đang xảy ra ở trung tâm phúc lợi hy vọng và sẽ cứu những đứa trẻ ra khỏi đây. Số 11 nghe vậy thì kêu Bae Chang Ho hãy cứu lấy số 12 rồi chỉ sang phòng giam bên cạnh. Bae Chang Ho xem số 12, thấy đứa trẻ bị thương chảy rất nhiều máu khiến anh ta căm phẫn. Số 11 nói rằng số 12 bị thương nặng khi cố gắng chạy trốn khỏi đây và nếu không được cứu chữa sẽ chết. Bae Chang Ho quay lại phòng của Yoon Jae và phát hiện trên tường có dòng chữ. Dòng chữ này tương tự dòng chữ có trên bức tường nơi An Tae Ho bị bắt. Trở về hiện tại, An Tae Ho đang bị trói và nhớ lại 24 tiếng trước, hung thủ bắt An Tae Ho và gọi anh ta là số 7. Hắn nói An Tae Ho đã phản bội bọn họ và đó là nguyên nhân An Tae Ho phải chết. Tuy nhiên hung thủ cho anh ta 24 tiếng thời gian và nếu trong thời gian đó có người đến cứu anh ta thì anh ta sẽ được sống và rời khỏi đây. An Tae Ho quay lại nhìn đồng hồ đếm giờ, anh ta biết mình không còn nhiều thời gian nữa. An Tae Ho nhớ lại khoảng thời gian mà họ trải qua ở nơi như địa ngục này cùng những lời hứa khi đó. Anh hối hận và xin lỗi mọi người sau đó dứt khoát đẩy ghế ra để có thể kết thúc sớm hơn. Qua đoạn video Eun Ki thấy được cảnh này khiến cô sợ hãi bịt miệng khóc nức nở. Lúc này Sung Hoon cũng đến nơi mà An Tae Ho bị treo. Anh cố gắng nâng An Tae Ho lên để cứu anh ta và nói An Tae Ho không được chết. Sung Hoon cũng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng anh trai mình nên đuổi theo. Anh lần theo tiếng của anh trai và thấy Sung Hoon đang cố gắng nâng An Tae Ho lên. Sung Hoon chạy đến kéo lấy dây cáp dòng dọc. Sau một lúc cố gắng đến mức tay chảy máu thì cuối cùng cũng đưa được An Tae Ho xuống dưới. Sung Hoon chạy đến bên cạnh ấn tim ngoài lòng ngực cho An Tae Ho nhưng không có tác dụng. Sung Hoon khuyên em trai dừng lại. Sung Hoon không nghe vẫn cố chấp mong muốn cứu An Tae Ho. Sung Hoon nói rằng An Tae Ho đã tự lựa cho điều này, chính anh ta đã đẩy ghế ra vậy nên hãy để anh ta đi đi. Lúc này Sung Hoon nhận được tin nhắn thông báo trò chơi cứu An Tae Ho kết thúc. Sung Hoon nghe anh trai nói vậy thì chạy ra ngoài. Sung Hoon đuổi theo em trai mình ra bên ngoài. Vừa hay Baek Moon Kang cùng người của ông ta cũng đến, hai bên xảy ra đánh nhau. Bởi vì người bên Baek Moon Kang đông hơn nhiều nên rất nhanh hai anh em đã bị bắt. Baek Moon Kang lấy dây xích siết cổ Sung Hoon trước mặt Sung Hoon và nói muốn Sung Hoon chứng kiến người thân chết trước mặt anh vì đã giết con gái ông ta. Sung Hoon phát điên khi thấy anh trai mình bị siết cổ. Anh đẩy những kẻ đang giữ mình ra và xong tới chỗ Baek Moon Kang hất ông ta vào tường. Đúng lúc này cảnh sát cũng đến, tất cả đều bị tóm về đồn. Eun Ki biết tin nên đã đến sở cảnh sát, cô nói với Seok Woo bản thân có thể làm chứng cho Sung Hoon rằng anh đã đến đó để cứu An Tae Ho nhưng bị từ chối. Seok Woo nói cô sẽ gặp rắc rối vì đã giấu nghi phạm bị truy nã trong thời gian dài và Sung Hoon sẽ không mong cô bị liên lụy. Sung Hoon lúc này đang trong phòng thẩm vấn nhớ lại tên hung thủ, lúc đó anh thấy dưới đế giày hắn có một đường sọc vàng. Thanh tra Kang bước vào, Sung Hoon hỏi anh ta về anh trai mình. Anh lo lắng cho anh trai mình vì lúc đó Sung Hoon bị Baek Moon Kang siết cổ. Anh ta nghe Sung Hoon nói thì cười chế nhạo anh và nói chính Sung Hoon đã gọi báo cảnh sát Sung Hoon đang ở trung tâm phúc lợi hy vọng. Sung Hoon cũng đang bị thẩm vấn với đội trưởng Oh cùng Thanh Cha Na. Đội trưởng Oh hỏi Sung Hoon tại sao lại báo cáo việc này. Anh nói muốn sự thật được phơi bày, điều này khiến đội trưởng Oh khó hiểu hỏi anh sự thật nào. Sung Hoon nói sự thật về vụ án giết người hàng loạt, hung thủ thật sự là ai. Baek Moon Kang cũng đã bị bắt giam, sở trưởng Yeom đến gặp hắn ta. Ông ta hỏi Moon Kang nghĩ gì mà để cảnh sát bắt như vậy. Baek Moon Kang nói chính hắn đã cố tình để cảnh sát bắt. Sở trưởng nghe vậy thì giật mình và nói hắn đừng làm điều gì ngu ngốc. Baek Moon Kang nghe vậy thì bước lại gần song sắt nhìn ông ta. Ánh mắt đó khiến ông ta sợ hãi, rồi nắm lấy cổ áo ông ta kéo sát vào song sắt. Hắn nói với sở trưởng Yoon rằng hắn không sợ ông ta vậy nên đừng có dùng thái độ trên cao nhìn hắn. Tiếp đó Baek Moon Kang đe dọa sở trưởng Yoon. Eun Ki ở ngoài sở cảnh sát đợi Sung Hoon, cô nói với anh rằng đã nghe lại được người báo cảnh sát bắt Sung Hoon là Sung Hoon. Cô nói với anh rằng có nghĩ đến cảm giác của Sung Hoon hay không khi bị chính anh trai mình tin tưởng phản bội, có lẽ anh sẽ không hiểu được đâu vì trong lòng anh chỉ có pháp luật và nguyên tắc. Nói xong Eun Ki thất vọng quay người bỏ đi để lại Sung Hoon một mình ở đó. Sung Hoon quay trở về nhà, anh lấy trong ngăn kéo ra một chiếc USB. Lúc này ba mẹ anh đến, mẹ anh vừa vào đã tát anh vì nghĩ anh đã để Sung Hoon bị bắt. Bà tức giận vì đã tin tưởng anh nên đã nói cho cả truyền thông, cả đất nước và giờ bà cần một lời giải thích. Sung Hoon nói rằng không báo cảnh sát thì cả anh và Sung Hoon đều sẽ chết trong tay Baek Moon Kang. Bà nghe vậy thì biến sắc. Sung Hoon nói Baek Moon Kang là người phụ trách an ninh ở Phúc Lợi Hy Vọng và con gái ông ta là nạn nhân vụ Joker. Có vẻ như bà biết gì đó về Baek Moon Kang nhưng không thể cho người khác biết. Sung Hoon nói rằng Baek Moon Kang nghĩ Sung Hoon đã giết con gái ông ta và muốn thông qua anh để bắt được Sung Hoon. Anh bị Baek Moon Kang bám theo, khi phát hiện ra thì đã muộn. Ba mẹ anh nghe vậy thì giật mình biến sắc. Tại sở cảnh sát, sở trưởng Yeom hỏi Sung Hoon có khai gì không. Thanh tra Kang nói Sung Hoon không nhận tội. Sở trưởng nghe vậy thì nói cứ giả vờ điều tra và đưa Sung Hoon đến chỗ của Baek Moon Kang để cho Baek Moon Kang xử lý Sung Hoon. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì hãy loại bỏ Baek Moon Kang. Thanh tra Kang nghe vậy thì bị sốc hỏi sở trưởng Yeom rằng có phải muốn hắn giết người hay không. Sở trưởng Yeom nói rằng đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn giết người. Hóa ra lúc trước ở tại nhà nghỉ của vợ con Yeom Man Chun. Lúc hắn đang nói chuyện với sở trưởng Yeom thì phát hiện ra con của Man Chun đã nghe thấy mọi chuyện,
Đứa trẻ lúc này sợ hãi trốn trong góc phòng trùng mình lại. Chính anh ta sợ mọi chuyện bại lộ nên đã lấy một cái gối đè đứa bé ngợp thở đến chết. Sở trưởng yêu nói với anh ta rằng dù cho ông ta xem đó là ngộ sát thì anh cũng không có chỗ đứng trong ngành. Những kẻ có quyền thế thì sai lầm là kinh nghiệm, còn những kẻ trắng tay thì đó là quả bom. Thanh tra càng tự hiểu rồi bước ra ngoài. Eunki đang ở trung tâm cộng đồng trẻ em Muniang, có vẻ cô lo lắng cho Sung Jun thì Yuna đến. Yuna có vẻ quan tâm đến Sung Hun. Sung Hun lúc này đang ở nhà riêng, anh nhớ lại lời của mẹ anh. Bà mong muốn anh có thể cứu Sung Jun ra. Sung Hun cầm theo một chiếc USB rồi ra ngoài. Tại sở cảnh sát, Thanh tra Kang đưa Baek Moon Kang vào nhà vệ sinh. Anh ta hỏi ông tại sao sở trưởng yêu muốn Sung Jun phải chết. Anh ta hứa sẽ cứu mạng Baek Moon Kang nếu ông chịu nói bí mật của sở trưởng John cho anh ta. Baek Moon Kang cười và yêu cầu anh ta tháo còng tay cho mình. Sau khi còng tay vừa được tháo ra thì Moon Kang liền nắm đầu anh ta đập xuống bồn rửa tay cho đến chết rồi quăng anh ta vào trong nhà vệ sinh khóa cửa lại. Baek Moon Kang bước vào khu vực quan sát thẩm vấn phạm nhân. Ông ta giật hết dây điện máy quay rồi bước vào phòng thẩm vấn của Sung Jun. Ông ta bất ngờ thắt cổ anh từ phía sau khiến Sung Jun không kịp phản ứng và rơi vào phía bị động. Trong lúc đó thì Sung Hun đến sở cảnh sát và đưa cho đội trưởng Oh một cái USB. Anh nói rằng đoạn video được quay lại bằng máy bay không người lái có ghi lại cảnh trên sân thượng nơi xảy ra cái chết của Man Chun. Thì ra kẻ giết chết Yung Man Chun là Baek Moon Kang. Trong phòng thẩm vấn, Sung Jun đang phải giành giật sự sống với Baek Moon Kang. Ông ta nhớ lại lúc chính mình đã tới nhà nghỉ giết chết vợ con của Man Chun và cả lúc đánh ngất cảnh sát rồi ném Yung Man Chun xuống khỏi sân thượng. Ông ta hưng phấn cười khi thấy Sung Jun đang chết dần trong tay mình. Sung Jun cũng đã từ bỏ phản kháng và dần mất đi ý thức. Bên đội trưởng Oh, Seok Woo chạy đến nói Thanh tra Kang bị Baek Moon Kang tấn công ở trong nhà vệ sinh. Mọi người nghe vậy thì chạy đi. Trong phòng thẩm vấn, hóa ra Sung Jun chỉ đang giả vờ ngất và lúc Baek Moon Kang buông lỏng thì anh đã phản đòn lại. Anh đứng dậy chống trả một cách điên cuồng và bóp cổ Baek Moon Kang khiến ông ta sắp nghẹt thở chết. May mắn những thanh tra đã lao vào cố gắng kéo anh ra mới giúp Baek Moon Kang thoát một mạng. Sở trưởng Yeom cũng chạy vào. Sung Hun đứng ngoài lặng lẽ quan sát phản ứng của sở trưởng Yeom trước khi ra về. Thi thể của Thanh tra Kang được 119 đưa đi. Đội trưởng Oh nói Sung Jun hãy về nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy quay lại làm việc. Trước khi rời đi, đội trưởng Oh nói thêm với Sung Jun rằng chính Sung Hun đã tìm thấy bằng chứng sau khi giao nộp anh cho cảnh sát. Sung Jun về nhà riêng thì thấy anh trai mình đang nấu mì cho hai anh em. Sung Jun cùng anh trai mình ăn mì. Sung Jun hỏi anh trai làm sao có thể tìm ra bằng chứng vừa kịp lúc như vậy. Sung Hun nói chỉ do may mắn mà thôi. Sung Jun thấy có lỗi khi Sung Hun suýt bị Baek Moon Kang giết chết chỉ vì chuyện của mình nên anh nói Sung Hun đừng quan tâm đến chuyện của anh nữa. Sung Hun nghe em trai nói thì chỉ trả lời rằng đã muộn rồi và tập trung ăn mì. Hôm sau Sung Jun đến gặp Eun Ki ở trung tâm cộng đồng trẻ em Muniang. Hai người lên tầng gác mái nói chuyện. Eun Ki có vẻ lo lắng cho anh vì những ký ức lúc nhỏ của anh không rõ ràng. Điều gì đã xảy ra ở trung tâm phúc lợi hy vọng khiến anh ám ảnh tới bây giờ. Cô nói sẽ tìm những đứa trẻ ở trung tâm ngày xưa. Sung Jun nói cô hãy gọi cho anh khi cần. Lúc này sở trưởng Yeom đang tổ chức buổi họp báo và thông báo với truyền thông rằng Sung Jun vô tội. Ông cúi đầu xin lỗi Sung Jun và gia đình của anh và ông ta nói rằng đã tìm ra hung thủ giết chết cả nhà Yung Man Chun chính là Baek Moon Kang. Tại tang lễ của An Tae Ho, buổi thẩm đoàn cũng đến tham dự. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm khi đã bắt được kẻ giết người. Bae Chang Ho nói rằng anh đã từng gặp kẻ giết người Sung Jun khi còn nhỏ. Bà đồng Eo Am Jong nghe vậy thì nói anh ta không xem thời sự hay sao mà nói nhăng nói cuội. Có người đưa cho anh xem bài báo nói rằng Sung Jun được minh oan và vụ án giết người Joker quay về điểm bắt đầu. Sung Hun cũng đến viếng An Tae Ho thì thấy Bae Chang Ho đang nói chuyện với mọi người thì gương mặt anh có chút khác lạ. Eun Ki đến thấy Sung Hun thì đến xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh. Ngay lúc này In Se Ong bước đến chào hỏi. Eun Ki thấy môi anh ta bị thương nên đã hỏi thăm. Ngay lúc đó ánh mắt của Sung Hun cùng In Se Ong nhìn nhau nhưng không ai để ý đến. In Se Ong trả lời có lẽ bị thương do mệt mỏi quá. Sung Hun xin phép về trước. Eun Ki cũng vừa nhận điện thoại từ viện trưởng, biết được rằng có ma sơ biết về trung tâm phúc lợi hy vọng khi xưa. Sung Hun cùng In Se Ong gần đó nghe được thì trở nên khác thường. Sung Jun cùng Thanh Cha Na và Thanh Cha Kim đang khám xét ở trong nhà Baek Moon Kang và tìm thấy thi thể vợ ông ta trong tủ đông lạnh khiến ba người cảm thấy sốc. Sung Jun về sở cảnh sát kiểm tra danh sách cuộc gọi của Baek Moon Kang nhưng không thấy ông ta có liên lạc với Thanh Cha Kang. Sung Jun thắc mắc tự hỏi ai đã tiết lộ thông tin của anh cho Baek Moon Kang. Seok Woo đưa cho anh nhật ký điện thoại của Thanh Cha Kang. Anh phát hiện hồ sơ cuộc gọi hai người họ đều liên tục xuất hiện một số điện thoại và đó là số của sở trưởng Yeom. Đội trưởng Oh đang uống rượu mình ở tiệm cơm thì Sung Jun đến. Anh ta đau buồn vì cái chết của Thanh Cha Kang và bản thân lúc đó chẳng thể bảo vệ được Sung Jun. Sung Jun hỏi đội trưởng Oh về sở trưởng Yeom. Anh ta nghe Sung Jun hỏi thì chỉ trả lời rằng ông ta là một người thăng tiến nhanh chóng. Sung Jun kể cho đội trưởng Oh những gì mình phát hiện ra và anh nghi ngờ sở trưởng Yeom đang che giấu gì đó. Khi này sở trưởng Yeom đang xem những bức ảnh chụp lại bộ xương trắng đã phát hiện được thì đội trưởng Oh say sững bước vào. Anh ta chửi mắng sở trưởng Yeom nhằm đánh lạc hướng ông ta. Sung Jun nhân cơ hội này lấy đi chiếc điện thoại trên bàn của ông ta. Lúc này anh cũng thấy những tấm hình trên bàn. Anh không có thời gian nghĩ nhiều chỉ kéo đội trưởng ra ngoài. Hai người quay lại bàn làm việc cùng xem qua điện thoại của Yeom. Họ kinh hãi khi phát hiện một đoạn video quay lại cảnh Coco Moon bị bắt cóc. Cô xin lỗi vì những lỗi lầm mà bố cô gây ra. Hung thủ nói Coco Moon chết vì những gì bố cô ấy đã làm. Hung thủ đã lấy bao trùm đầu cô ấy cho đến chết. Sau khi hai người xem xong đều không nói thành lời. Sung Hun đang chạy bộ, dây giày anh bị tụt và anh cúi xuống để buộc dây giày. Bên dưới đế giày của anh có vạch vàng giống hệt đế giày của tên sát nhân. Buổi tối, Sung Hun ở trong phòng khắc bức tượng gỗ. Sau khi khắc xong anh đem những bức tượng còn lại để cùng nhau.
đó là những bức tượng được khắc số trên lưng. Nó là hình ảnh những đứa trẻ ở trung tâm phúc lợi hy vọng vào 20 năm trước khi mà những đứa trẻ hứa cùng nhau giữ bí mật thoát khỏi nơi đó. Dường như Sung Hoon đã khóc khi nhớ lại khi ấy. Tập chính kết thúc tại đây, liệu kẻ áo đen mà Sung Jun nhìn thấy có phải là Sung Hoon hay không, hung thủ thật sự là ai? Liệu có phải là một trong những đứa trẻ năm xưa hay không? Sung Hoon đã khắc thêm số 7 vào nhóm, vậy có phải anh đã tha thứ cho số 7 hay không? Mời các bạn đón xem những diễn biến tiếp theo. Mong mọi người ủng mê phim bằng cách like, share và đăng ký kênh để mê phim có động lực review thêm nhiều phim hay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.